cách nào là xa nhất. Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, cũng không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia, mà chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất, vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì và không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc. À không. Wow! Má ơi! Baby, yeah, I love you. Trong thời gian vừa qua, anh đã để ý em lâu rồi mà, nhưng ngày không nói ra, sợ em từ chối lạnh tâm tình yêu. Hey, chuẩn bị hết đi mày. Đại ca, nói đi. Bữa nay em đem hàng nóng hàng nguội em chơi, bữa nay em chơi khô báo đừng nói luôn đại ca. Em chém chết bà đừng nói luôn cho đại ca coi. F4 phiểu phong lãng tử. F4 đâu có thú vị đâu mấy chú. F4 có 4 hàng à? Mày nhìn đi, mình tao F7 nè. Tụi bay chưa biết hả? Đại ca tao là ai biết không? Ok, tao nói tụi bay biết, tao là Trần Hạo Nam. Sao vậy Long? Anh nói mày bao nhiêu lần rồi, lớn rồi lo tu chí làm ăn đi em. Mày gọi điện ra rủ anh đi quýnh lộn nữa phải không? Thôi Long ca, chú lính hay cao ai không biết, chú có thể hiện hoài. Tao hiểu mày mà, đụng chuyện rồi đúng không? Bước ra xã hội thì đừng để ai ăn hiếp, chơi nó đi. Cuộc đời này giỏi mình đây. Nhiều lắm nguy hiểm. Lên hết đây. Ngăn sông sâu. Lên. Lên. Một vòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều đã có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, mà trong hai thế giới đó đều không còn tồn tại hình bóng của đối phương. Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn rồi gặp nhau để làm gì? Trời ơi, vậy rồi. Trời ơi, vậy không. Em làm cho. Để đó cho tao. Canh cho kỹ nha chị. Coi dừng chút luôn nha bà. Chị. Trời ơi, đúng lắm. Em làm để đó cho tôi. Đúng lắm. Trời nó. Trời ơi. Mày đứng im coi. Mày đứng im. Trung đại ca. Về nói tụi nó là ngày mai mình sẽ đi cua gái. Hả? Đi cua gái? Hiểu em đang nghĩ cách cua gái bằng cách nào cho nó hay. Cua gái thôi mà. Tao đâu có biết. Đại ca. À, đại ca. Cảm ơn. Rồi. Anh đẹp trai quá rồi. Nhỏ mỹ trai ghê mày. Em là bạn gái anh nha. Dạ chị, quán em có những món thôi, như sau. Thôi giới thiệu chi mất công. Trong menu có bao nhiêu món, mang ra đây hết cho em. Wow. Không. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà tôi đi quen một người nha? Nhắc lại một lần nữa. Không bao giờ. Ê, tao có cách này hay lắm đùa bay. Đại ca, em thấy cua gái là cần phải có sự chân. Trong thời gian vừa qua, anh đã để ý em lâu rồi mà, nhưng ngày không nói ra, sợ em từ chối lạnh tâm tình yêu của anh bấy lâu thật thà. Ở xa do anh mệt mà. Ê, đau. Xin lỗi đại ca. Sao vậy Long? Anh đâu phải là con rắn lục da mà sống đời sống kiếp đi theo dạy dỗ em hoài vậy đâu. Nè, cái con nhỏ kém sắc hơn tao, mày cho đại ca tao xin số điện thoại coi. Nè, chị muốn xin số em hay là số má em? Ừ, có gì anh em giúp tôi đi. Long ơi, tôi khổ lắm anh Long. Cái áo quần này mướn thai chị mà anh đưa tôi vậy, chết tôi rồi anh Long ơi. Mọi người ơi, đại ca ơi, con Min đó, nó bị bắt cóc rồi kìa. Bắt cóc? Tại sao nó không đi dụi tóc vậy ta? Mày xàm quá. Con Min bị bắt cóc cái gì đi dụi tóc? Ủa vậy hả? Đại ca, vậy tính sao đại ca? Cuộc đời này nhiều lắm nguy nan, ngăn sóng gió bao hằng thù lý ta. Để xem tụi nào mà dám bắt bạn gái của đại ca. Được rồi, bữa nay anh em chúng ta sẽ chơi một trận thật lớn. Tới đây. Cái gì vậy má? Mày đi. Trời, em đưa cái gì vậy? Trời, em kỳ quá em. Anh biết là anh đẹp trai,
anh không có cần, em đưa tiền cho anh đi. Tiền của ai? Tiền tôi biến ra là tiền của tôi anh Long à. Anh nói làm sao á? Anh cứ vậy hoài. Đúng rồi, mình có tài thì phải giúp cho đời. Anh ơi, nếu mà không có anh chắc em đã nhập viện rồi. Mình làm gì là sai lắm á. Ơi, tôi thấy cái này chú mới bậy nè. Bệnh nghề nghiệp mà. Mình vẫn là anh em chứ hả? Chắc em phải nhận anh làm anh em kết nghĩa thôi. Anh! Trời ơi, em phải luôn nhiều quá anh à. Trời ơi, anh à. Nghiêm túc đi. Dạ. Hôm nay tao sẽ cho tụi nó biết Long Ca là cuộc đời này nhiều lắm nguy năng. Ngăn sóng gió bao. Tao là Long Ca. Đụng đến tao thì bỏ tiền ra hơi đúng không đại ca? Chính thật yêu bên em, yeah. Không hề lừa dối em, yeah. Mong sao cho đôi ta lòng yêu thương nhau, yeah, baby.